Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị chê bám váy vợ, chồng trẻ kém 7 tuổi của Lê Phương đáp trả bất ngờ. Không bằng lời nói, những việc làm của Trung Kiên khiến nhiều người nể phục. Lê Phương từng kết hôn với diễn viên Quách Ngọc ngoan năm 2012 và có một cậu con trai. Ba năm sau cười đẹp ly hôn, khi Quách Ngọc ngoan đã có con với Phượng Trần Nêu, thì Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc bên ông xã Phạm Trung Kiên, sinh năm 1992. Anh từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình 2013. Mới đây Trung Kiên chia sẻ tấm ảnh chụp kỷ niệm cùng bà xã trong lần mang bầu lần thứ hai, trái ngọt đầu tiên của hai người sau đám cưới năm 2017. Tuy nhiên sau đó năm ca sĩ nhận được bình luận mỉa mai đẹp có đẹp nhưng tài năng của Trung Kiên sẽ đi vào dĩ vãng không có sản phẩm nào có giá trị cho người hâm mộ buồn lúc nào cũng chỉ thấy ảnh với vợ người hâm mộ giọng ca của Kiên đâu cần cái đó xem một lần là chán hình ảnh quen thuộc của Trung Kiên sau khi lấy vợ luôn gắn liền với góc bếp cùng thời gian này lê phương cũng chia sẻ những bức ảnh khi trung kiên chăm sóc cho cô nàng những ngày bầu bì tại nhà cũng có không ít người vào bình luận rằng từ ngày lấy lê phương trung kiên chỉ biết bám váy vợ không làm ăn gì ra hồn đặc biệt có người thẳng thừng cho rằng danh hiệu ca hát bao nhiêu năm của trung kiên bây giờ cũng chỉ bỏ phí khi nam ca sĩ chỉ ở nhà quanh quẩn với vợ không thể phủ nhận là kể từ khi yêu và kết hôn với lê phương trung kiên được khán giả biết tới nhiều hơn và đắt sâu hơn trước tuy nhiên nam ca sĩ luôn tỏ ra kính tiếng về đời tư trên trang cá nhân anh chỉ thỉnh thoảng đăng những bức hình đẹp bên vợ hoặc đi chơi với con của lê phương Trước những bình luận ác ý đánh giá phiến diện của dân mạng, Trung Kiên vẫn giữ thái độ im lặng, xem như không đọc, bỏ qua và cũng không xóa dòng bình luận nặng nề. Trong khi đó, bà xã Lê Phương lại khéo léo bên vực chồng bằng cách chia sẻ hình ảnh Trung Kiên làm việc, kèm theo status ý nhị. Cụ thể, nữ diễn viên tiết lộ công việc kinh doanh hải sản của chồng. Thấy chồng chạy ngược chạy xuôi để kiểm tra, chọn lựa nguồn hàng thì cũng sáng quần sáng áo đi theo. Thời này làm gì cũng khó khăn, gian lận bất chấp chỉ cần lợi cho mình, làm ăn chân chính bao giờ cũng gian nan hơn cả. Mấy nay mùa trăng lại rầm, nghe không đi biển, chấp nhận không có hàng để bán chứ không lấy tạm nguồn khác lắp vào. Được biết Trung Kiên tạm gác lại công việc ca hát một thời gian cho đến khi Lê Phương ổn định lại, đích thân anh về quê miền Trung của mình để lấy nguồn hàng đảm bảo phục vụ khách hàng. Ngoài ra Trung Kiên vẫn thực hiện song song những tác phẩm anh từng thể hiện thành công với dòng nhạc sở trường khi nào phù hợp và hoàn thiện mới giới thiệu đến khán giả. Nội diễn viên cũng rất trân trọng viết hoa từ anh trong trạng thái của mình chứng tỏ cô dành cho Trung Kiên một vị trí rất đặc biệt, cô cũng viết thêm, biết là sớm khi nói cuối cùng nhưng đó là niềm tin của chúng tôi từ ngày đầu tiên hẹn hò, hãy luôn yên tâm là chúng tôi sẽ luôn yêu thương và đối xử với nhau thật tử tế dẫu có như thế nào. Những chia sẻ này của nữ diễn viên cũng khiến không ít người phải liên tưởng tới chồng cũ của cô, bởi sau khi ly hôn, Lê Phương và Ngọc Quang đã gần như không nhìn mặt nhau, thậm chí đăng đàn công kích nhau khá nhiều. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo